Cô Minh Hiếu 10 đời chồng, 100 cây vàng hot nhất mạng xã hội, bất ngờ tiết lộ chồng trẻ thứ 11. Trong đoạn livestream mới đây, cô Minh Hiếu giới thiệu về người chồng thứ 11 khiến cho tất cả ngỡ ngàng. Cô Minh Hiếu đang nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội làm cho giới trẻ điên đảo trong thời gian gần đây. Cô nổi tiếng gắn với những cái tên Cô Minh Hiếu 7 miếng đất, Cô Minh Hiếu đi đường quyền, Cô Minh Hiếu 100 cây vàng. Mọi nhất cử nhất động của cô Minh Hiếu đều được cư dân mạng theo dõi sát sao. Thậm chí trong những lần cô ra đường, người ta còn săn đón cô y hệt như một ngôi sao hạng A. Trong số phát sóng mới đây của chương trình Khám Ao Bước Ra Ánh Sáng, cô Minh Hiếu đã tiết lộ đã có 10 đời chồng khiến cho khán giả sốc lên sốc xuống. Tuy nhiên khi được hỏi về danh sách người tình, cô từ chối trả lời với lý do quá nhiều nên không biết phải kể khi nào mới hết. Vào hôm qua ngày 25 tháng 5, trong một đoạn livestream, cô Minh Hiếu lại gây bất ngờ chú ý khi mà giới thiệu chồng trẻ thứ 11. Cô Minh Hiếu xuất hiện trong một bộ xiêm y màu đỏ rực rỡ, sánh vai bên cạnh là một anh chàng cũng mặc áo đỏ. Hai người đã cùng nhau trên chuyến phà đi thăm chợ nổi Cái Bè của Tiền Giang. Dù trời nóng bức chói chang, nhưng cô vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Khi mọi người hỏi, chị Hiếu ơi, anh này là ai? Cô đáp lại, đây là chồng sắp cưới của chị, chồng thứ 11. Anh chàng áo đỏ cũng vô tư giới thiệu. Anh tên Thành, Nguyễn Bá Thành, đang chuẩn bị đính hôn với chị Hiếu. Chị Hiếu của các em nhưng là baby của anh. Đoạn video này đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và nhận được sự chú ý của rất nhiều người. Bên cạnh những lời khen cho trang phục lộng lẫy, nhiều người còn tỏ ra nghi ngờ đây có thực sự là anh chồng thứ 11 sắp cưới của cô hay không? Được biết, đây là lần đầu tiên cô Minh Hiếu công khai giới thiệu chồng sắp cưới với mọi người. Cô Minh Hiếu, tên thật là Võ Minh Hiếu, quê tại Cai Lậy, Tiền Giang. Cô được xem là một trong những người chuyển giới đầu tiên ở Việt Nam. Trước khi chuyển giới, cô từng bị bạn bè trêu chọc. Gia đình không biết chuyện nên thường xuyên hối thúc cô lấy vợ và sinh con. Mẹ giục nhiều, tôi đành bỏ nhà ra đi, ra đường thuê nhà ở và từ đó tôi làm con gái luôn. Mẹ cũng không còn la tôi nữa, cô Minh Hiếu kể lại. Cô đã thu hút công chúng bởi vì lối nói chuyện thật thà và tấu hài. Dù lớn tuổi nhưng Minh Hiếu vẫn rất thu hút, thường xuyên xuất hiện trên YouTube, livestream với phong cách ăn mặc đa dạng và trau chuốt. Cô còn sở hữu những phát ngôn gây bão như là mất 100 mấy chục triệu như con bò rụng lông, như cây me rụng lá vậy đó. Bữa nay có tiền đi đường quyền mạnh ghê. Giờ nổi tiếng là ngủ dậy phải gắn lông mi, thoa mền kem cho người ta chụp hình. Sự giàu có của cô cũng khiến cho mọi người choáng ngợp. Trong quá khứ, gia cảnh của cô khó khăn khi chỉ học hết cấp 3, làm đủ nghề để kiếm sống. Lý giải về 100 cây vàng có được, cô nói, tôi thích đeo vàng nhưng ngày xưa chưa có tiền nên không đeo được. Sau này má tôi mất, để lại cho tôi 100 cây vàng cộng với tiền đi làm rảnh rỗi nên tôi trở nên giàu có và có tiền mua vàng đeo. Hiện tại cô đang sống trong một ngôi nhà khang trang tại Cai Lậy. Trong nhà có một bộ bàn ghế gỗ khảm xà có giá từ 197 triệu đồng cùng với 4 chiếc bình hoa có giá trị 40 triệu đồng. Thu nhập của cô đến từ các nguồn khác nhau. Trước đây cô từng làm buôn bán vé số, trái cây rồi dần đi lên bằng công việc kinh doanh. Gia đình cô có mở một tiệm internet, cho thuê xe hơi dịch vụ, cho thuê phòng trọ, đang xây một khách sạn 12 tầng ngay cạnh nhà, dự kiến 5 tháng nữa sẽ hoàn thành. Loạt clip cô đeo vàng, lủng lỉu từ vòng cổ, vòng tay, nhẫn và những phát ngôn thẳng thắn khiến cho cư dân mạng khoái chí. Lượng fan của cô còn đông không kém các ngôi sao giải trí. Mỗi lần cô livestream, người hâm mộ vào xem ầm ầm. Nói về sự nổi tiếng của mình, cô Minh Hiếu chia sẻ, cô cảm thấy bất ngờ vì không tin có ngày bản thân sẽ được quan tâm và yêu mến như vậy. Tuy nhiên, cô cũng cảm thấy phiền toái khi người đối diện liên tục đủ chuông, nhiều người tò mò nên tìm nhiều cách để quấy rối. Hồ Ngọc Hà dành tình cảm cho con trai riêng Subel ra sao sau thông tin mang thai đôi với Kim Lý? Sau thông tin mang thai song sinh với nam diễn viên Kim Lý, Hồ Ngọc Hà vừa chia sẻ một loạt ảnh khoe nhan sắc rạng rỡ. Cùng với đó, nữ ca sĩ thể hiện tình cảm với con trai đầu lòng có tên là Subel trên mạng xã hội. Showbiz Việt Nam mới đây được dịp xôn xao trước những thông tin nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà mang thai đôi sau 3 năm hẹn hò với nam diễn viên Kim Lý. Thông tin này được một nguồn thân cận với nữ nghệ sĩ tiết lộ. Hiện tại, Hồ Ngọc Hà vẫn chưa đích thân lên tiếng xác nhận chuyện bầu bí. Theo đó, Hồ Ngọc Hà hiện đang mang thai ở tháng thứ 3. Tuy vậy, cô vẫn tích cực tham gia vào các hoạt động thiện nguyện và nghệ thuật. Nữ ca sĩ rất khéo léo che chắn phòng gai khi thường xuyên lựa chọn các trang phục rộng. Mới đây, giữa thông tin mang thai song sinh, Hồ Ngọc Hà thoải mái chia sẻ loạt hình ảnh tụ họp với bạn bè, đồng thời sử dụng bó hoa to để khéo léo che đi vòng bụng đang dần lộ rõ.
Nhan sắc của nữ ca sĩ cũng được chú ý khi vô cùng rạng rỡ khi bầu bí. Đặc biệt, Hồ Ngọc Hà còn bày tỏ tình cảm với cậu con trai đầu lòng Subeo khi chia sẻ lại hình ảnh của cậu bé khi còn nhỏ. Ngoài ra, cô còn hào hứng khi xem các bức hình được cư dân mạng dự đoán hai em bé sắp sinh chào đời. Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã công khai hẹn hò từ năm 2017 sau khi hợp tác chung MV Cả Một Trời Thương Nhớ. Kể từ đó, cả hai luôn xuất hiện thân thiết bên nhau trong nhiều sự kiện giải trí lẫn cuộc sống đời thường. Sau 3 năm yêu đương, công chúng đang mong đợi đám cưới giữa Hà Hồ và Kim Lý. Tuy nhiên, có vẻ như cặp đôi đang muốn sinh con trước khi chính thức tổ chức một hôn lễ trong mơ. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà là một cái tên được nhiều người chú ý nhờ vào ngoại hình nóng bỏng, giọng ca đặc biệt cùng với khả năng vũ đạo rất tốt. Hiện nay, cô đã từng làm giám khảo của cuộc thi The Face, cô đang là nhân vật được rất nhiều người chú ý. Trước khi trở thành ca sĩ, Hồ Ngọc Hà từng là một người mẫu chuyên nghiệp, sở hữu vẻ ngoài lạ do mang hai dòng máu Việt và Pháp. Điều đó đã giúp cho cô xuất hiện với ngoại hình bắt mắt, thu hút sự chú ý của rất nhiều người khi lấn sân sang lĩnh vực ca sĩ. Với chất giọng trầm khàn, Hồ Ngọc Hà đã tạo nên thương hiệu riêng của mình khi trở thành ca sĩ. Sự kiện tan vỡ giữa Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La đã khiến cho báo chí tốn không ít giấy mực. Tuy nhiên, danh tiếng của nữ ca sĩ này vẫn không hề mất đi. Các bạn hãy cùng tìm hiểu lịch sử, sự nghiệp, gia đình về ca sĩ Hồ Ngọc Hà với kênh Lòng Lành TV ngay dưới đây và đừng quên nhấn đăng ký kênh Lòng Lành TV các bạn nhé! Hồ Ngọc Hà hay còn gọi là Hà Hồ, sinh ngày 25 tháng 11 năm 1984 tại An Cựu, Huế, là một nghệ sĩ thu âm người Việt Nam. Trước đây cô từng được biết đến với vai trò là một người mẫu thời trang, sau đó cô đã tham gia vào sự nghiệp ca hát và thực hiện album đầu tiên 24 giờ 7 ngày năm 2004. Cha cô mang hai dòng máu Pháp và Việt, cũng chính vì vậy Hồ Ngọc Hà còn có biệt danh Hồ An Tây, với An là tên ghép từ cha, còn Tây là để chỉ dòng máu Pháp Việt của ông. Cha và mẹ đều làm việc trong ngành ngân hàng. Hồ Ngọc Hà được cho là đã từng kết hôn với một đại gia Hà Thành khi 16 tuổi. Cô được biết đến với mối tình giữa cô và Nguyễn Quốc Cường, tức là Cường Đô La, cả hai đã nhanh chóng có với nhau một người con chung là bé Subeo, Nguyễn Quốc Hưng. Hiện tại, Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La đã chia tay sau scandal người thứ ba của Hà Hồ. Cường Đô La đã có bạn gái mới là hot girl Hạ Vi. Scandal trong cuộc đời của Hà Hồ. Lộ ảnh đu. Vào năm 2014, Hồ Ngọc Hà đã dính vào vụ án ảnh khỏa thân, được phát tán trên mạng xã hội rất nhiều. Rất nhiều chuyên gia trong lĩnh vực hình ảnh và công nghệ thông tin đã được mời đến để nghiên cứu và tất cả họ đều khẳng định đây là những bức ảnh hoàn toàn không phải bị ghép. Tuy nhiên, Hồ Ngọc Hà chọn giải pháp im lặng. Thông tin trên báo chí về loạt ảnh này cũng dần nhạt cho đến tận bây giờ. Những ai biết về điều này vẫn nghĩ là 100% đó là bức ảnh lưu của Hồ Ngọc Hà. Danh sách hồ sơ tình ái dày đặc. Hồ Ngọc Hà đã từng bị dính tin đồn tình ái với rất nhiều người. Nhạc sĩ Huy Tuấn, Huy MC, Trần Lực, ca sĩ Tuấn Hưng. Bị dính tin đồn lấy chồng từ năm 16 tuổi. Vị hôn phu đầu tiên của Hồ Ngọc Hà là chàng trai Phạm Quang Hát, thường được gọi là Hát Quất, con trai thứ của bà Phương Thị Anh Nga, một đại gia nhà đất trong giới làm ăn của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, không ai là không kính nể. Do Hà đã loan tin là có bầu với Hát, cho nên gia đình tổ chức cưới, nhưng sau đó cuộc hôn nhân này đã tan vỡ. Bị phát hiện ngoại tình. Năm 2015, Hồ Ngọc Hà chưa kết thúc chuyện tình cảm với Nguyễn Quốc Cường hay còn gọi là Cường Đô La, đã dính phải vụ scandal người thứ ba với một đại gia buôn kim cương. Và kết quả là cộng đồng mạng đã kêu gọi tẩy chay cô và các nhãn hàng sử dụng hình ảnh của cô qua các sản phẩm quảng cáo. Trong báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 của Quốc Cường Gia Lai, Hồ Ngọc Hà đã không còn trong danh sách những người liên quan đến Nguyễn Quốc Cường, thành viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc của công ty. Sau đó là scandal gây tai nạn giao thông. Vào tháng 3 2016, chiếc siêu xe đón Hồ Ngọc Hà tại sân bay Tân Sơn Nhất do Nguyễn Duy Tân sinh năm 1990, cháu của ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, làm 16 người bị thương và một người tử vong. Mặc dù xuất thân là người mẫu nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn khẳng định được tên tuổi của mình trên con đường âm nhạc. Cô đã đem lại cho người yêu nhạc một giọng ca lạ với những sản phẩm âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng từ nội dung cho đến hình thức, vũ đạo. Liên quan đến nhiều scandal nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn là một trong những cái tên hot trong làng nhạc Việt. Hãy chú ý tham khảo bài viết này để có thể nắm được tiểu sử của Hồ Ngọc Hà và đừng quên theo dõi những video khác trên kênh Lòng Lành TV các bạn nhé. Nếu như thông tin này là bổ ích thì xin hãy cho chúng tôi một đăng ký, một subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.